Tiki và Sendo có thể đang thỏa thuận để sáp nhập. Theo một báo cáo từ trang thông tin thương mại điện tử lớn của châu Á, Tiki và Sendo đang đàm phán để sáp nhập với nhau. Nếu như động thái này diễn ra, thì nó có thể mang lại các rủi ro tiềm tàng cho nhiều ông lớn trong khu vực như Lazada hay Shopee. Tiki và Sendo được cho là đang cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn như Lazada hay Shopee tại Việt Nam. Shopee và Sendo là hai trong những nền tảng thương mại điện tử có lưu lượng truy cập tốt nhất Việt Nam. Trong năm 2019, cả Tiki và Sendo đều nhận được những khoản đầu tư lớn. Hồi tháng 3, Tiki gọi vốn thành công 75 triệu USD. Trong khi đó, vào trung tuần tháng 11, Sendo xác nhận gọi thành công 61 triệu USD từ các nhà đầu tư. Điều này cho thấy sức hút từ sự phát triển của cả hai nền tảng thương mại điện tử lớn tại Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn. Trang thông tin thương mại điện tử lớn của châu Á này còn đưa tin, sự thật mà nói thì cả Tiki và Sendo đều có những dấu hiệu đi xuống trong tỷ lệ người truy cập trong những năm trở lại đây. Nhưng đó chỉ là những con số thể hiện mức độ tạm thời. Ở thời điểm hiện tại, Tiki và Sendo vẫn đang là những đối thủ đáng gờm trên cuộc chiến thương mại điện tử với những thương hiệu ngang hàng như Lazada hay Shopee. Đây là Flash News, nơi cập nhật tin tức nhanh từ Tuổi Trẻ Việt TV. Hãy subscribe kênh cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổitrẻviet.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.